Chu Bê 12 tuổi thích thể thao, suýt cao hơn bố. Cô ấm nhưng mê ngồi xổm mang dép bệt. Cậu ấm ngậm thìa vàng sinh ra đã ở vạch đích khi có mẹ là một ca sĩ, bố là doanh nhân nổi tiếng. Ở tuổi 12, cậu nhóc được ví như sao y bản chính từ Cường Đô La và sở hữu chiều cao vượt trội gần chạm ngưỡng 1m72. Từ khi lên 3 tuổi, Su Beo đã đam mê thể thao khi cùng bố tham gia các giải chạy từ thiện. Cường Đô La chia sẻ khoảnh khắc cùng con trai tham gia một giải marathon, mỗi năm tổ chức một lần. Theo chia sẻ từ bố, Su Beo đã tham gia giải chạy từ năm 3 tuổi cho đến nay, chỉ có 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh. Điều khiến dân mạng chú ý chính là chiều cao vượt trội của Su Beo. Cậu bé đã trổ dò cao lớn bằng bố và sắp chạm ngưỡng 1m72 bằng mẹ Hồ Ngọc Hà. Anh hai cũng có một sở thích đặc biệt chính là thích mang dép bệt. Tuy sống trong gia đình giàu có nhưng Su Beo vẫn giản dị với áo thun, quần short và mang dép. Đối với giày thể thao hay sneaker, chỉ được nhóc thể diện vào những dịp quan trọng. Có thể thấy Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La rất biết cách dạy con. Từ việc cho con tự lập từ khi còn bé cho đến tính cách sống giản dị, quan tâm người khác đều chỉ dạy cho con trai kỹ càng. Tuy rằng bố mẹ không còn chung nhà nhưng Su Beo vẫn được bố mẹ thay phiên chăm sóc chu đáo. Bản thân cậu bé rất hiểu chuyện và tự lập từ nhỏ. Thành tích học tập của con trai Cường Đô La không phải dạng vừa. Trước đó cậu từng đạt được bằng khen Star of the Week. Đây là giấy khen dành cho những học sinh có thành tích nổi bật và học tập tốt tại trường. Su Beo, cậu con trai của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La chào đời vào ngày 21 tháng 6 năm 2010. Cậu nhóc sống cùng mẹ là chủ yếu, nhưng trong tuần, cậu bé vẫn được bố rước sang nhà chơi. Dù cả bố mẹ đều có gia đình mới nhưng Su Beo rất hiểu chuyện. Với cậu bé, việc có thêm ba em là Su Jin và Lisa Leon chính là niềm vui không có gì có thể đong đếm được. Bằng chứng là Su Beo lúc nào cũng ân cần bảo ban các em. Với Lisa và Leon, Su Beo luôn tỏ ra là anh lớn dạy cho các em học, chơi với các em đỡ đần mẹ. Đoạn video ngắn ghi lại cảnh anh cả đọc truyện cho hai em song sinh khiến dân tình phải phát sốt vì quá đáng yêu. Phía dưới bài đăng, người hâm mộ để lại nhiều bình luận tấm tắc khen sự ngoan ngoãn của ba anh em Su Beo, Lisa và Leon. Đáng nói phần lớn những nhận xét khen ngợi cậu nhóc ra dáng anh hai lúc nào cũng dịu dàng với hai em. Chính vì thế Lisa lúc nào cũng quấn lấy Su Beo không rời, chủ động ngồi vào lòng anh hai nghe đọc truyện. Người hâm mộ bày tỏ u là trời, Lisa tự ngồi vào lòng Su Beo ngồi nghe anh hai đọc truyện. Su Beo ngoan hiền ghê, ước sau này có con như thế. Cái tưởng Leon cương xỉu, yêu lắm ba anh em. Leon nói ngôn ngữ gì vậy? Và cũng như thường lệ, trong khi Lisa tỏ ra rất hứng thú với tiết mục đọc truyện của anh hai Su Beo thì Leon lại chạy vòng quanh, dù cũng lắng nghe nhưng không tập trung được như chị gái. Không chỉ vậy, cậu ú còn cà chớn canh me lúc anh hai Su Beo không để ý, giành lấy cuốn sách chạy lẹ ra ngoài. Đến mức Hồ Ngọc Hà phải can ngăn Leon trả sách lại nhưng vô ích. Cậu út thì dễ gì làm theo lời mẹ. Nhưng tạm gác lại thái độ một trời một vực của Lisa và Leon, người hâm mộ dành nhiều lời khen tặng đến khả năng bản tiếng Anh như gió của Su Beo. Bản thân Hồ Ngọc Hà cũng từng chia sẻ về con trai lớn của mình. Cô cho biết anh chàng rất điềm đạm, hiền lành. Nữ ca sĩ bộc bạch, hàng nghĩ đứa trẻ đầu lòng sẽ là con cọp rất hung dữ nhưng Su Beo lại không như vậy. Không chỉ riêng Hồ Ngọc Hà mà cả Trấn Thành, Đàm Thu Trang, Kim Lý, những người gần gũi với cậu bé cũng đều có chung một đánh giá. Đối với Đàm Thu Trang, cô cho rằng Su Beo là cậu bé ngoan, sống rất tình cảm và biết quan tâm người khác. Dù đã lớn và có sự thay đổi nhất định về thể chất cũng như tình cảm, nhưng anh chàng vẫn giữ nét điềm tĩnh như vậy. Khi nhắc đến cậu nhóc, Trấn Thành cũng không ngần ngại mà tâm sự. Nam MC Quốc Dân cho biết cậu nhóc để lại cho mình rất nhiều ấn tượng bởi cậu bé quá hiền. Nam MC chia sẻ: anh ấy hiền khô luôn ấy, hiền lắm luôn. Tôi nói thật đó. Lần gặp gỡ trước Su Beo còn nói sẽ lấy của cải của mẹ Hà chia cho tôi đó nha. Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà đã chia tay nhưng vẫn hành xử với nhau như những người bạn văn minh. Cả hai luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp và không có hiềm khích hay là qua tiếng lại. Nhờ vậy Su Beo có hẳn cả hai gia đình yêu thương và chiều chuộng mình. Đàm Thu Trang, vợ của Cường Đô La, xem Su Beo như con trai ruột. Cậu nhóc cũng gọi cô bằng mẹ đầy thân mật. Tham gia bình chọn phim và diễn viên yêu thích tại Dan Movie and TV Beat, nhận ngay cơ hội gặp gỡ các nghệ sĩ tại hai đêm công bố kết quả. Truy cập website dianh.net/dmtv hoặc bình chọn trên các fanpage của chương trình. Thời gian bình chọn diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 2022. Post online, show your style.